Chào mừng Justin đã đến với Justin on the Go. Ủa sao kỳ vậy? Nghe nó không có được thuận cái miệng sao lắm. Chào mừng em đã là khách mời của tập Phúc Hùng đặc biệt. Kể từ đêm hôm nay, nó chính là Thúy Miu on the Go. Rồi giờ uống gì? Uống gì? Whisky à? Bây giờ trước hết em phải giúp cho chị phân biệt được là trong tất cả những cái chai lọ này cái nào là whisky. Ok, chị sẽ nhìn đằng sau những cái loại nào mà nó có màu vàng, nâu nhiều phần trăm là nó là whisky. Ngoài ra nó có thể là rum. Nhưng whisky ở trên cái chai nó có chữ whisky. Chị có thể bắt được mà. Nhưng mà em muốn dùng cái chai whisky màu hồng bên đây chị ơi. Có cái chai có cái nhãn màu hồng. Để em lấy cho chị nha. Ok. Cái này là whisky. Làm sao để phân biệt được cái nào là whisky? Đó là trên nhãn chai có ghi chữ whisky. Đúng rồi. Không có một cái gì sai hết. Xong rồi mình làm gì nữa em? Mình lấy một cái ly. Em thích một cái ly rock. Ở đằng sau lưng chị nó có hai cái ly lùng lùng. Nó gọi là ly rock. Alright. Có nghĩa là em manipulate chị. Làm điều em muốn. Em cảm thấy giống như vậy, giống như là nghe thấy gợi cảm rồi đó. Chị hãy tìm một cục đá to nhất trong cái đống đá dưới kia. Oh, em thích to. Just one hả? Xong rồi một chị cái để cái ly. Dạ đúng rồi. Rock có nghĩa là một viên đá. Rồi. Bây giờ vậy thôi rồi, này đổ đi không? À không, điệu nghệ hơn, chị phải đổ trong một cái trigger. Thường thì một cái đầu nhỏ của cái trigger này là 30ml. And dứt khoát. Làm lại được không? Được, được. Dứt khoát phải không? Dạ. Hey. Nhưng mà chị cũng phải uống với em. Hả? Hôm nay chị là host. Nhấp môi thôi. Vậy thì mình còn một cái ly đang nằm chỏng chơ kế bên đó. Nhưng mà mình có pha, mình có mix, mình có làm những chuyện khu ngầu mà bartender người ta hay làm không? Chị dám nghĩ là chị làm được không? Ok, vậy thì em sẽ hướng dẫn chị làm một cái. Đi. Ủa đâu có gì đâu ta. Ê có. Wait. Đây là một cú đánh lừa. Syrup, lemon, tất cả mọi thứ rất là fresh. Cái cảm giác này là cảm giác mà lần đầu tiên chị đến với Bar Stories. Mọi thứ rất là dễ thương, rất là fresh. Bước vô, Justin đang cười rất tươi đằng sau quầy bar. Và ngay lập tức, thậm chí là có thể nói là chỉ sau 5 phút là chị bắt đầu cảm thấy bất an. Có khi nào sau cái show của thí sinh ưa thích của mình mà thanh danh mình bị hủy hoại vĩnh viễn? Và y như rằng trực giác của chị đã đúng. Đó đã là một talk show điếm nhục gia phong. Khi chị về là trong tâm trạng là chị xỉn rồi, chị lân lân rồi. Và lúc đó chị gọi điện cho một én mà chị cũng rất yêu mến khác là Nguyễn Công Minh Trí. Trong tiếng nức nở của một người say, rằng đến bao giờ chị mới ngồi được ở trong chương trình riêng của các em đây. Justin đã làm được điều đó rồi. Và lúc đó thì đương nhiên là với một người đàn chị thì cái lòng tham của chị là không đáy. Và chị đã tự hỏi là bao giờ Justin đủ bản lãnh để là khách mời của chị. Nó đang xảy ra. Lần trước chị đến với lại Bar Stories là 2018. Chị nhớ là lần trước em nói là em không muốn trở thành một MC chính thống, một biên tập viên chính thống. Quá nhiều dây dính mọi thứ, em thấy quá mệt mỏi. Quá nhiều mối quan hệ ở trong showbiz, em muốn mở riêng một con đường. Và lúc đó thật sự cái cảm giác của chị ở trên stage, em vẫn còn một chút xíu bitter, hơi chua cay với con đường chính thống. Và điều đó rất hiểu, người ta phải cay đắng với nó một chút xíu để phá ra một con đường riêng cho mình. Bây giờ em thấy em còn chính thống hơn em của ngày xưa nữa. Là do tất cả những cái em đang làm nó dạy cho em là không làm trong cái khuôn khổ chính thống. Không có nghĩa là mày không chính thống, tạo ra cái chính thống mới. Em nghĩ là cái tính chính thống là... Cảm ơn chị. Cả đời chị đi bar chị vẫn luôn mơ ước làm điều này. Được bật quẹt cho người khác. Em cũng vậy, mơ ước được người khác bật quẹt cho mình. Đối với em, công việc nào cũng phải cần sự chính thống. Sự chính thống là ở bản thân mình tự đưa mình vào những cái guideline, là gọi là những cái lề lối do chính mình tạo ra và mình phải tuân thủ nó. Ví dụ, tôi nói mỗi tháng tôi phải ra được một tập, tôi phải làm được điều đó. Chứ không thì khán giả sẽ chửi tôi là anh nói xạo. Tôi không thể nào tự bẻ cái luật của tôi đã đẻ ra. Và có một cái mà tạo nên tính chính thống nữa mà em cũng học được, đó là làm việc nhóm. Em không thể là người quyết định tất cả mọi thứ được, mà luôn luôn em phải có một nhóm dù là nhỏ.
nhưng mọi người đều phải góp ý kiến và cùng vote, chứ không phải là show one man show, là the one man đó, cái người đàn ông đó hay cái người phụ nữ đó tự quyết định show của mình, không bao giờ có. Như vậy nó sẽ vô cùng thiếu chuyên nghiệp. Host thật sự là không phải là một vị chủ nhà mà đại diện cho cái chủ nhà ngày nay. Chị là host. Yes, chị là host. Và cái người đó được ăn cả ngã về không, hay á thì được khen, được tung hô, nhưng mà dở á thì ăn cho hết. Chị luôn nói với em một điều rằng là có thể em chưa phải là người tốt nhất ngay lập tức, nhưng hãy là người không thể thay thế. Vậy mà có những tập trong Love is Blind, em đã để chị ngồi mà không có sự xuất hiện của em. Và ngay ngày hôm nay, em đang muốn minh chứng cái gì đó, Dustin? Em đang muốn minh chứng là bất kỳ ai cũng có thể đứng đằng sau quầy bar của Bar Stories ạ. Đó, vậy thì sẽ có ngày có một cô nàng khác xoán ngôi Chắc Thí Miêu. Chị có sẵn sàng chấp nhận chuyện đó không? Không. Không. Vậy còn em mong là sẽ có một Dustin và nhiều Dustin khác đứng ở nhiều cái quầy bar khác, và em sẵn sàng bắt tay với họ. Em là vẫn là một nhà dân chủ. Em là dân chủ đúng, Obama. Người đã không còn tại vị nữa. Ông ấy vẫn là một đại diện của dân chủ dù ông ấy có còn tại vị hay không. Vậy tại sao em sẵn sinh ra một định dạng rất thú vị? Em chỉ vẫn thừa nhận rằng là cái định dạng mà em nghĩ ra, em làm ra, bản thân cái nội hàm của định dạng nó rất là xuất sắc rồi. Cho nên người ta không cần phải xoay sở quá nhiều ở bên trong cái định dạng đó, cái format đó. Nhưng phải chăng em đang cố minh chứng với chị rằng chỉ cần một định dạng giỏi thì MC nào cũng có thể dẫn dắt nó được? Cái đó thì không. Mỗi một MC sẽ phải tự tạo ra một định dạng mới. Còn Bar Stories là định dạng cũ, thay thế bởi nhiều host khác nhau. Không phải là họ phải giống Dustin, mà Dustin muốn thấy một Bar Story phải thay áo. Không thể nào mà 5 năm nữa, 10 năm nữa mà nó cứ như vậy hoài. Dustin sẽ phải già đi. Dustin của năm đầu tiên với năm thứ 2, năm thứ 3 và năm thứ 10, cái sức hút của người ta nó sẽ không còn ở vị trí là Dustin kiểu dễ thương rồi mix nước. Dustin nữa. Chưa bao giờ dễ thương hết, Dustin quá tự tin đấy. Vậy em muốn người ta nói về những người khách nhiều hơn là Dustin. Cái tâm của cái chương trình này vẫn là những người khách. Và điều này cũng lý giải luôn. Cái này thì các bạn đồng nghiệp trẻ khi mà đứng cùng một show ở tư cách là host hay là khách mời của chị thì thường hay gặp phải, đó là bạn ấy hoặc là ở đây cụ thể là Dustin, tại sao lại mờ nhạt thế, tại sao người ta chỉ tập trung vô những cái gì khách mời nói? Mờ nhạt là một nghệ thuật, để mà mình giảm được tất cả những cái cá tính mình xuống vừa đủ để đẩy cá tính của người khách mời lên, đó mới là một cái mà Dustin muốn chinh phục trong công việc MC, chứ không phải là một người tỏa sáng và lấn át khách mời. Em chưa bao giờ lấn át khách mời cả. Thì bởi vậy. Nhưng mà quả tình rằng là chị, khi chị ngồi đó, chị cũng đã chờ đợi hosting, cái kỹ thuật chuyên môn của một cái người dẫn chương trình và làm chủ một show, đó là đặt cái cá tính của mình lên làm cái dấu chỉ nhận biết cho cái chương trình đó, và người ta đến với cái chương trình đó không hẳn là vì khách mời. Em có cảm giác là em làm chương trình này á, nó giống như là em mời người ta đến nhà, em cho người ta uống rượu và em nhìn người ta. Em thích được nhìn người ta lúc người ta ở trạng thái say. Điều đó nghe rất biến thái. Rất biến thái. Nhưng em sẽ làm nhà đẹp, em sẽ làm nước ngon, em sẽ tạo bối cảnh thật là lung linh, và em ngắm họ. Nó dần là... dần cởi bỏ từng lớp vỏ bọc của họ qua từng ly rượu. Cái xa hơn nữa là trong tương lai, em hy vọng là em sẽ tập hợp được tất cả những cá tính của các nhân vật tham gia, viết lại trải nghiệm đó bằng một quyển sách. Như vậy chưa phải là bây giờ. Đáng để chờ đợi đó. Dạ. Vậy trong bộ sưu tập những nhân vật đình đám của Bar Stories, nói thật với chị đi, đã có bao nhiêu người khước từ em? Từ chối thì nhiều. Nhiều? Nhiều. Họ kẹt lịch, họ không đến được, họ từ chối thẳng mặt, hay là họ không thèm trả lời em. Tỷ lệ nào cao nhất? Kẹt lịch đi thì không thể nào từ chối rồi. Họ từ chối thẳng mặt là anh Đức Trí. Thì anh nhắn tin lại là anh không tham gia mấy cái show này đâu em à, anh không bao giờ tham gia mấy cái thể loại show này. Hứa đâu. Thể loại. Cái thể loại show này. Còn ok. Còn giữ tin nhắn đó luôn. Cho chị xem, chị xem. Và đường link dẫn chứng để thuyết phục khách mời Đức Trí đó chính là vô show Trác Thúy Miêu. Anh ơi, bây giờ đến lượt em hurt. Chị ơi, anh chị ơi. Em buồn chắc cũng mấy ngày á chị. Và em đã trải qua những cái câu hỏi là show mình như thế nào, trong mắt nhìn người ta là như thế nào. Sau một cái sớ dài giới thiệu về chương trình, thì là cái clip cho chị Miêu.
Tôi thề là ông không buồn coi, ông thấy mặt tôi không trả lời luôn đó. Trời đất ơi, anh Duy ơi. Không, cái đó là giữa chị em mình và về phía em, nó dạy cho em bài học thôi. Chứ còn em hoàn toàn hiểu được tại sao họ làm như vậy. Họ có quyền. Nếu em là ảnh, em là anh Đức Chí, cũng có thể em cũng chẳng cần biết ai vậy. Thôi anh đang bận, vậy đi, đừng đi ra khác chơi đi nhóc. Những nghệ sĩ thực thụ dồn hết năng lượng của họ cho sáng tạo tác đúng phẩm, thì họ không có cái thời gian để trao đổi những điều bên ngoài cái lĩnh vực nghệ thuật của họ. Năng lượng của họ, quan điểm của họ, thậm chí là tình cảm, cảm xúc của họ, tất cả mọi thứ đã được thể hiện qua tác phẩm. Do đó ngay cả bản thân chị cũng rất là appreciate, rất là trân trọng cái lời khước từ của anh Đức Trí. Nhưng mà em có nghĩ rằng là em sẽ đeo bám cho đến khi em có được điều em chưa có. Một ví dụ khác mà em đeo bám anh Trấn Thành. Đeo bám chứ. Ôi, anh Trấn Thành là một trong những người nghệ sĩ mà em vô cùng háo hức để chờ được đến cái ngày mà nếu mà có cái dịp mà anh ấy rảnh quá, không có cái gì làm, tự nhiên ok em. Thì lúc đó chắc là vỡ hội luôn á. Thật sự là Asin, chị tin rằng anh ấy sẽ luôn khao khát được nhìn thấy một cái thế hệ đàn em làm cái điều mà anh ấy đã làm với Song Ánh Hào Quang. Và chị biết là bản thân Asin cũng vậy, khao khát có một show nơi người ta nói thật. Nhưng có lẽ vì chính Justin đã chưa xây dựng tên tuổi, độ bảo chứng trong cái tên của mình để thuyết phục được đàn anh chăng? Cái điều đó là hoàn toàn đương nhiên. Em chưa là ai hết. Mà Justin, show này Justin cũng... who? Justin. Đúng. Với lại có thể là thời điểm này á, người ta đang đi vào những cái xu hướng, những cái video ngắn 15 giây TikTok, ai mà ngồi coi một tiếng đồng hồ cái talk show chị. Nó là vậy, xu hướng thời cuộc. Và em tin là em đang đón lỏng một xu hướng mới. Em không. Đây không phải là xu hướng mới, mà đây là subculture. The main culture là mainstream, là những thứ đang diễn ra mà triệu triệu tỷ tỷ người đang tham gia. Và luôn luôn có những cái culture nhỏ xung quanh, nó cứ ở đó phục vụ đúng những cái đối tượng đó. Và em chỉ cần một phần nhỏ của miếng bánh chứ không phải là cả một ổ bánh lớn. Đúng rồi. Ê, nếu mà chị muốn fill cái ly của em thì chị làm sao nhỉ? Em hỏi thiệt chị nha, cảm ơn chị. Trước cái buổi này chị có phải uống trước để chị cảm thấy là chị yên tâm hơn không? Điều duy nhất làm cho chị căng thẳng đó là cái phần uống. Chị biết trước rằng là chị sẽ phải uống rất là nhiều trong show này. Chơi cái game gì chị cũng thua nhưng chị nhận lời. Đó là vì thật sự là không biết là vào cái thời đoạn mà episode tập này lên sóng, chúng ta liệu đã đi ra ngoài đường không quá vướng bận với những chiếc khẩu trang, mà khẩu trang chỉ còn dùng để che bụi và chống nắng, và số lượng tử vong nó đã lên đến mức độ nào? Liệu chúng ta đã có bình tĩnh đứng lên và nhìn lại như là một kỷ niệm kinh hoàng của 2020 chưa? Chị không biết cảm giác của em lúc này như thế nào. Cảm giác của em cũng rối bời. Nó rối bời luôn. Nhưng mà em không chia sẻ nhiều. Em chỉ chia sẻ với những người xung quanh, những người thân, bạn bè. Bởi vì mình làm nghệ sĩ, mình làm nghệ thuật, mình nhạy cảm, mình đa cảm, mình buồn những cái nỗi buồn của những người khác. Nó đánh vào tụi em mệt mỏi lắm. Nó là mệt nỗi... nỗi buồn hay là nỗi sợ? Và em có bị hoang mang về các thông tin không? Cái mà tụi em có thể tu luyện được cho bản thân đó là biết cách tìm kiếm những nguồn tin đáng tin cậy. Thì cái đó nó làm cho tụi em không hoang mang. Tụi em chỉ rất buồn. Vì? Bởi vì nhìn thấy những cách mà mọi người đối xử với nhau trong cơn loạn lạc. Đó là cái buồn nhất. Thời nào nó cũng sẽ có một cơn đại dịch. Thời nào nó cũng sẽ có một cơn suy thoái. Cái đó nó sẽ xảy ra mà không báo trước, không chờ đợi. Nhưng trong những lúc này, người ta mới có dịp nhìn thấy những cái thói hư tật xấu của con người đối xử với nhau. Nó mới lộ ra khi người ta bị đẩy vào chân tường. Yes. Em muốn ăn cái gì đó chứ hả? Yes, cho em đồ ăn được không? Wow. Ăn đi. Trời, mày đó, không có biết phục vụ như thế. Ăn đi. Đầu tiên mình phải giới thiệu từ cái quán này, nó là Kindy đã. Thì em tới đây em ăn, em nói ủa cái quán này tên rất là Thái Lan. Kindy có nghĩa là gì chị biết không? Đúng. Ăn ngon. Có một cái câu ở dưới là Kindy Yudi là ăn ngon sống khỏe. Kindy Yudi. Yeah. Ở đây là Son Kheo. Son Kheo có nghĩa là vô. Vô. Son Kheo. Ở đây là họ làm những cái đồ ăn street food của Thái, đồ ăn đường phố. Và theo phong cách nướng của Nhật Bản, họ dùng cái than trắng để mà nướng cái than mà những cái nhà hàng izakaya ở Nhật Bản họ nướng đồ ăn đó. Thì nó khác ở cái chỗ nào? Cái than trắng nó không làm cho thịt đồ ăn nó bị bám mùi hôi. Đây là bò sa tê.
Còn đây là nem, nem cái loại nem mà chị đi Thái Lan Bangkok mà chị thấy người bán ngoài đường. Còn đây là thịt heo sắc sợi và được bọc với thính. Thịt heo rất thính thưa quý vị. Chẳng qua là cái ngày 18 tháng 3 vừa qua mình đã bị tin tức về corona và cô Nhung làm quên hết mấy cô làm kia. Quên hết mấy cô kia. Cho nên thôi bây giờ tức tức á, tôi nói mà tao tức trong lòng ngực á. Mình dùng cơ hội này để mình bù đắp cho những người phụ nữ kia. Mình xin chúc những người phụ nữ ngoài kia họ đã vượt qua được những ngày tháng cu mang cả gia đình, khi con cái thì không được đi học, có thể chồng thì công việc cũng lúc được lúc không. Vậy thì ở nhà ai nuôi? Chị cũng vậy đúng không? Chị cũng phải ở nhà nuôi chồng đúng không? Không có. Bọn tôi vẫn nuôi nhau và cùng nhau quan sát tất cả những điều đang xảy ra xung quanh mình. Cái lúc này là cái lúc mà cảm thấy cần nhau nhất. Gia đình cần nhau, các thành viên trong gia đình cần nhau. Nhưng mà tất cái vụ mà trong mấy cái vụ dịch này mấy bà rất lộn xộn. Chẳng qua là bởi vì họ là những người nhiều cảm xúc hơn, thể hiện cảm xúc tốt hơn, họ làm được nhiều thứ hơn là mình tưởng. Chẳng hạn như cái chai này hôm nay em chọn là bởi vì một lý do rất đặc biệt. The Macallan họ có cái special limited edition, mỗi năm ra một chai. Cái chai là edition number 5. Chai này nó có màu gì? Màu hường. Màu hường tím. Và đây là cái màu mà một vice president của Pantone, cái trang Pantone và một người đàn bà, một người phụ nữ kết hợp với một whisky maker cũng là một người phụ nữ, Sarah Burgess, The Macallan whisky maker kết hợp với lại Laurie Pressman để làm nên cái package màu hồng tím này cho cái chai limited này để tôn vinh người phụ nữ. Có ai mà ngờ được rằng là một thứ đồ uống mà như Justin hay giới thiệu với tôi là có mùi của đàn ông, có mùi của mồ hôi lại được kiến tạo nên bởi một người phụ nữ. Không mà tính cái... ấn tượng ha. Mình cheers đi. Vì em biết sao không? Chỉ còn nhiều trò để mà... Cái phần còn lại của cái show mình nó hiểm trở vô cùng luôn em. Bây giờ sẵn tiện hôm nay em là khách mời thì em phải chơi hết mình. Cái này ngon quá đi, không có nói được, em nói lại giùm đi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một cái phần khác mà Dustin cũng không biết là phần gì mà chị Miu đã chuẩn bị cho Dustin. À, cái phần này lại lưu dấu kỷ niệm lần đầu tiên chị gặp Thùy My. À, Thùy My. Thùy My, Thùy My vào những ngày đó vẫn còn đang nói tiếng Việt rất là bập bẹ, thì bây giờ đang dần dần tìm những bước chân đầu tiên tại thị trường giải trí Việt Nam. Dạ, thế còn lần này mình gặp ai? Chị nói thiệt với em, chị cũng không biết hai đứa này hai đứa nào. Chị không biết luôn, chị không biết, tại vì mấy cái trẻ trẻ, mấy cái dè dìa đó là chị không có biết. Cho nên hai đứa này tốt hơn hết là hát hay. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng thử xem là hai đứa là ai đúng không? Và ta-da, đi uống mà không có nhạc là không có cái gì chill được. Phía bên kia sẽ là tay vỗ rất là đều đặn nhịp nhàng biến thái của Huy Phong. Và đương nhiên là guitarist tay đàn vạm vỡ đầy sinh lực của cuộc thi liên hoan toàn quốc giọng hát to tay đàn khỏe công dân. Nếu mà lúc này Justin xỉn xỉn bởi cái ly whisky ở trên rồi thì một viên kẹo ngọt có thể làm cho em tỉnh được. Amy. Yeah, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Amy và anh B-Ray đã có mặt ở đây để gửi cho mọi người một ca khúc mashup giữa What You Do For Love và Exes Hate Me, và mong mọi người cùng đón nhận nhé. Ai trong hai em là ai là tác giả của Exes Hate Me? Em là tác giả. Điều gì thật sự tồi tệ ở em khiến cho người yêu cũ sẽ ghét em nào? Em nghĩ là em không có nên nói ra là gì để còn... Giữ sự bất ngờ là em có thể tệ hơn như vậy. Dạ. Đúng ra là xin biết không là B-Ray phải xưng con, kêu chị bằng cô đúng không? For real, nhưng mà chị look so trẻ, so chị. B-Ray! Đó là tại sao your exes hate you. Yeah, the mashup, of the sweet, sweet couple to you and to you. Everyone. Thank you. You guys ready? Yes. Yeah. Let's do it. And it's all because of me.
Anh xin được dùng bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu bây giờ em đang yên vui bên người yêu mới, anh cầu chúc em có những thứ không thể tìm thấy được từ nơi anh. Và ngày anh nhận được thiệp đám cưới từ em nó sẽ tới nhanh. Chúc em có thật nhiều bữa sáng trên giường ngủ. Chúc em luôn chọn được cho mình một lối đi khác trên đường cũ. Chúc em có một gia đình nhỏ mang lại niềm vui cho em, và những đứa con có đôi mắt biết và nụ cười tươi như em. Yeah, thật lòng đó, anh cảm thấy tự hào về em. Nhìn em xem, sự thành công biết bao người thèm. Em đã thoát khỏi những con quỷ anh vô tình sang sớt. Dù anh biết em không hề trách và em đã nói là tình nguyện mang bớt. Chúc em vui, chúc em có thật nhiều may mắn. Chúc cho tất cả những ván bài chỉ đến tay em đều là cây thắng. Và anh biết những lời này đến từ anh là sự ngạc nhiên, nhưng có người nói hạnh phúc là khi ta đổi hận thù để nhận bình yên. Thế nên là xin được dùng bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu em vẫn chưa thể yên ấm bên người yêu mới, anh cầu mong em sẽ tha thứ những điều ngược đãi mà anh đã làm, và có một người tình nguyện vì em mà làm những điều mà anh chả dám. Anh biết rằng anh đã hứa không để em nước mắt dâng tràn. Có lẽ tín dụng duy nhất anh có là khi nó nằm trong thẻ ngân hàng. So anh ước một người nào đó khiến con tim em hân hoan, và họ sẽ mang được đến cho em những điều mà em luôn xứng đáng. Mong em khác không đem những vết thương này theo mãi sau. Anh xin lấy lại những câu nói khi cãi nhau. Em cần biết khi đau lòng thì anh mới buông lời ác. Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Right? Nhưng mà đó là Bảo, right? Luôn làm lỗi và lấy lý do là không hoàn hảo, right? Khổng Tử nói là với trả thù không phải nào hai mồ chôn. Có lẽ vì thế gần đây anh có cảm giác mình không chỗ trốn. So nếu ta quay về xưa ngày còn bên nhau thì sao? Thì chớ buông ra vài câu nói làm tim em thêm đau. Bước trên con đường này đã không còn anh chung lối, xóa đi thôi, nhẹ nhàng cuốn trôi. Anh nói anh say em rồi, oh really. Anh nói anh thấy hey, em gái nhỏ ơi nhìn em đẹp đó. Chỉ cần bước đi ngang là anh khó thở như tim anh kẹt đó. Bóng hồng kia chưa có chủ hay là hàng hiếm nên chỉ được nhìn. Mà thằng bạn trai nào dại lại để em bước ra đường một mình. Em make up từ 7 giờ tối để ngồi lại quán quen. Bật chiếc đầm em chọn hơn cả tiếng để tồn được dáng em. Đập chiếc đầm cái đầm cáp xinh mà em đã suy nghĩ sáng đêm. Làm tất cả để thấy nơi đây em là người duy nhất đáng xem. Và em thành công rồi đó, vì em chỉ cần ngồi đó anh nhìn là siêu. Tên của anh là Bảo, thằng khỉ gió trên truyền hình là Điêu. Một câu hỏi, baby can you keep it real? Anh biết em làm mọi thứ để có tất cả, nhưng em sẽ làm gì vì tình yêu, baby? What you do for love? Hey. Do for love. Yeah. What you do, what you do, what you do for love? What you do for love? Do for love. What you do, what you do, what you do for love? Yeah, yeah, yeah. Hey, em gái nhỏ ơi em còn đó chăng? Dạo này anh muốn hiểu nhau qua lời nói với em thật khó khăn. Em vẫn ngỡ ở quán quen và điều đó lại làm anh lo lắng. Đôi môi em thì ngọt nhưng sao lời nói em trao lại cho đắng. Bạn trai cũ em nói rõ là em đã bỏ hẳn. Em ví mình chó với xương nhưng mà tình cảm đâu để cho chó ăn. Mấy thằng bạn anh nó cũng có ngăn, mà không hiểu sao yêu vô là ngáo, nên có thế nào thì anh cũng cố gắng. Mà dù có cố rồi cũng đến lúc em từ biệt yêu.
Và ngày sau anh thấy em trong bộ váy mới nhìn thì kêu. Và dù là lòng này nhỏ nhưng vẫn phải nói là on the real. Đã sống qua hai thập kỷ làm gì con người làm vì tình yêu baby. I heard you do it for the money, do it for the fame, do it for the honey, go and do it for the cream. What you do for love? What you do for love? Yeah. Ooh, yeah, yeah. Thank you. Wow. Oh my God. Wow, such a combination. Ngọt ngào cùng với nhau. Cảm ơn tụi em không phải là vì đã hát đâu mà vì sự hiện diện của tụi em trong cái thị trường giải trí này. Và Dustin trong cái nhìn của chị cũng là một tay outcast và tụi em cũng vậy. Và đây là lúc mà thị trường đang nhường chỗ cho những cái năng lực thật sự, để cho mọi người thấy rằng là giải trí không chỉ có một option của chính thống, gọi là thị trường dân chủ. Tất cả mọi thứ không nhất thiết phải xuất hiện ở trên sân khấu lớn hoặc trên sóng truyền hình, nhưng mà you make your way. Cho Dustin hỏi là hai bạn biết nhau từ đâu, cái lý do gì mà hai bạn lần đầu tiên quyết định kết hợp với nhau? Thật ra là bọn em đến với nhau như là một cái duyên trong âm nhạc vậy. Khi mà bài hát Exes Hate Me đang cần tìm giọng cho vocal nữ chính thì lúc đấy em còn chưa ra mắt đâu. Khi mà em gửi cái giọng hát của em cho bên anh V-Ray thì anh ấy đã ngay lập tức rất là phù hợp với bài hát này. Không ngờ rằng khi mà ra mắt nó lại trở thành một cú hit của bọn em. Khi mà bọn em hợp tác với nhau, bọn em cảm thấy là có một sự liên kết rất là chặt chẽ. Và kiểu khi mà hai anh em đứng ở trên sân khấu thì mọi người cũng rất là thích khi mà có sự xuất hiện của hai anh em. Có nghĩa là bọn em có một cái connection rất là chặt chẽ với nhau, từ âm nhạc, từ phong cách biểu diễn và cũng như là tính cách nữa. Could you stop calling each other hai anh em? Nghe bực bội lắm. Nghe bực bội luôn á. Tụi em biết là tụi em có thể tạo cảm hứng cho những nhà làm phim. Nếu hai tụi em thành công đến mức nào đó là hai tụi em có thể sẽ phải vướng vào một ái tình. Tụi em có nghĩ đến những gì? Sau này là giống như kiểu Camila Cabello với lại Shawn Mendes. No, I don't think so. No, yeah. No. Sorry, just kidding. Đó okay. Là quá nhiều lời tán cùng cho các em lúc này. Great job, you did a great step. Các em đã làm được một bước tuyệt vời. Nhưng mà điều đó cũng có nghĩa là các em sẽ dần cảm thấy nhớ cảm giác đó nếu những sáng tác sắp tới của các em không đạt được đến thành công tương tự. Em sẽ cảm thấy hơi lạnh lẽo một tí khi không có cái nhiệt lượng của cái ký ức đó. Vậy là áp lực sẽ tăng gấp đôi mà thôi, mà chị nghĩ rằng là với kiểu này sẽ... Em còn trẻ mà. Cái đặc quyền để nói là tụi em còn trẻ cái chị. Ok, out, xong, cut. Sân khấu của chị là đi về, xong. Nó nói câu đó là xong. Cảm ơn các con đã đến với chương trình. Và bây giờ thì Amy sẽ nhường lại sân khấu cho anh V-Ray. Và mọi người ơi, anh V-Ray bây giờ sẽ rap một bài hát trong album của anh. Và bài hát đấy sẽ cực kỳ chất và hay đấy mọi người. See ya. Thank you Amy. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn anh Dustin ạ. Cảm ơn em. Chị Dương. Dương làm cái gì làm chị? Nó nói như dằn mặt tôi vậy. Dễ thương. So for next album của em là Loser to Lover. So có một bài trong đó tên là Dư Tiền. So bài này quậy hơn cái hai bài vừa rồi mọi dư người tiền. Nghe. Trẻ tuổi Dư Tiền ạ. À. Oh my god. Trẻ tuổi Dư Tiền có số điện thoại không? Dạ. Xíu nữa em đưa. Vô luôn. Trẻ tuổi Dư Tiền. Thêm vài buổi là em hư liền. Thức khuya dậy trễ không có ưu phiền. Tối bay sáng dậy ở trên du thuyền. Trẻ tuổi Dư Tiền. Xanh là không nằm ở vai ưu tiên. Trở thành tỷ phú sớm hơn dự kiến. Mấy thằng bố láo đáng ghét cho tụi dư tiền. Trẻ tuổi dư tiền. Sống sướng như tiên. Trẻ tuổi dư tiền. Đa tài nổi tiếng. Trẻ tuổi dư tiền. Bạn trai giỏi miệng. Don't act like you never would fuck with a cocky motherfucker like me. Yeesh. Trẻ tuổi dư tiền. Đợi anh chỉ vậy có cái gì mà cao siêu. Vùng tiền ra để bảo em vài trầu. Lúc đó anh nói gì thì em nghe cũng bao real. Nói anh nghe cuộc sống em ra sao. Người yêu của em như thế nào.
Buổi sáng thì nó là vợ mày, chứ tối lên club thì nó là ghệ tao. Gái ngoài kia thương hạ vẫn bàn tán, nhưng mà đi giải thích biết đến khi nào hiểu. Rằng ba đồng mua cả đống hater, thì tiền anh kiếm nó sẽ mua được bao nhiêu. Người anh nó chẳng biết nè, chỉ cần nhìn cái cách anh vung tiền là cả dòng họ hàng xóm nó thi nhau ra trốn ngoài cửa sổ nhà anh để lắm chuyện nè. Nói thật ra anh không dư dả, chưa thể lo cho bố và mẹ già. Nợ ngân hàng anh vẫn còn chưa trả, mỗi tháng kế toán chậm anh năn nỉ thấy bà. Đầu tới chân LV hay Gucci thì cũng là từ ngân sách của công ty. Một khi đã tắt TV đi thì có nhiều khi ăn cơm với không khí. Nhưng mà anh vẫn phải là trẻ tuổi, dư tiền. Theo anh vài buổi là em hư liền, thức khuya dậy trễ không có ưu phiền. Tối bay sáng dậy ở trên du thuyền. Trẻ tuổi, dư tiền, sống sướng, như tiên. Dư tiền, bạn trai, giỏi miệng. Wow. That was that. Trời yes. ơi. That was very angry. Trẻ tuổi hả? Yeah. Dư tiền hả? Yeah. Gì nữa? Theo anh vài buổi là em hư liền. Nó, chị cũng hư. Chị Diệu nói là chị không có dư thời gian. No, chị thật thà hơn, chị muốn chị dư thời gian, chị rảnh lắm. Chị đi giùm đi. Thank you, B-Ray. Thank you for having me. Thank you. Thank you, công dân. Thank you, guys. Can we do the hugging? Bám vỡ không chị? Chị chị. Đừng xíu chị nặng. Okay, chị ồn. Cut. Dạ, cho em đưa anh chị nghe. Nhiều đây chưa đủ hả em? Dạ chưa đâu chị, mình phải uống hơn như vậy nữa. Ôi em đánh giá chị cao quá. Nếu mà mình muốn thắng được cái rượu của chị, mình phải uống gì nó nặng hơn như vậy nữa. Ôi thề đi. Dạ đúng rồi, cho cái rượu cũ của chị nó đi hết, rượu mới nó lấp như vậy thì bao tử nó không có kịp hấp thu, mình sẽ không có bị xỉn. Nghe cũng có vẻ khoa học, em lấy cho chị chai hand gel cồn 90 độ tay đó đi. Giờ em có hai cái thực đơn, một cái là không cồn, một cái là cũng ít cồn, một cái là có một đống cồn. Một đống cồn là cát không? Trong những cái không cồn, ví dụ như giả sử như thực khách mà bây giờ xỉn quá rồi thì uống cái gì để giả rồi em? Nếu trường hợp bây giờ mình có hai dạng uống, mình uống chua chua chút xíu thì mình có cái trà thái chanh xả. Ừ. Cái chanh xả đi. Dạ rồi. Anh cảm giác là anh chưa đủ say và anh muốn anh chìm đắm trong cơn say men. Nếu như vậy em nghĩ mình nên có một chút gì đó dịu ngọt thôi. Và em có một cái đó là đặc biệt, chính là cold wow, dùng nước dưa hấu và đồng thời có một số rượu nhẹ bên trong. Chưa kể đặc biệt nữa có cái Renita loại đá riêng bên em làm. Đây công thức Thái Lan 10.000 năm trước. 10.000 năm trước người ta phê pha sao he? Dạ ngày xưa là người ta chưa có lá cần á chị, người ta thích lá đu đủ thì đó là lá đu đủ của người ta. Lá đu đủ. Dạ rồi. Ok, lá đu đủ ngày dạ xưa. Lá đu đủ ngày xưa. Dạ rồi, dạ chị em. Dạ rồi, chị em xíu nha. Cảm ơn chị. Chị cũng không hiểu tại sao chị lại dẫn em vô cuộc chơi này, vì chị không muốn chơi cuộc chơi này. Thà chết còn hơn. Ok. Thà chết còn hơn, đơn giản là chị em mình sẽ lần lượt đọc câu hỏi. Muốn trả lời thì trả lời, không muốn trả lời thì uống rượu, đơn giản vậy thôi. Thắng thì hỏi trước. 2, 3. Ok, câu này là câu nhẹ nhàng. Điều gì cư dân mạng chỉ trích về chị khiến chị tổn thương nhất? Ê, câu này khó nè. 2 hours later. Nhiều lắm em. Già, xấu, gái không chồng mà có con. Không thể dùng đến cái từ là tổn thương, mà chị chỉ nói là làm cho chị suy nghĩ nhiều nhất á, đó chính là cái đài từ địa phương của chị. Khó nghe, nó không có chính thống, nó lờ lờ, nó vừa trung, nó vừa bắc, nó vừa nam. Mà thường thì em biết là tiêu chuẩn của một người dẫn chương trình thì phải có cái tiếng nói địa phương thống nhất. Nếu đó là giọng Nam Bộ hay là giọng Bắc thì cái mà làm cho chị suy nghĩ nhiều đó là người ta đang đòi hỏi cái gì ở một người dẫn chương trình. Và khi mà vào cái thời kỳ mà chị bắt đầu làm việc với Én Vàng, đó là một câu hỏi lớn được đặt ra trong giới chuyên môn đó. Thế nào là tiếng Việt chuẩn? Thì chị biết rằng là con đường của chị sẽ còn xa và sẽ còn rất khó. Và điều đó nó làm cho chị suy nghĩ rất nhiều. Chị thì chị nghĩ rằng là tiếng Việt chuẩn đó là thứ tiếng Việt mà nó không đồng hóa. Người Việt nói ra, người Việt nghe hiểu đó là chuẩn rồi. Và thậm chí tiếng Việt chuẩn là một thứ phát âm mà khi phát âm ra người ta biết là cuộc đời, nhân thân, xuất xứ của cái người này đến từ đâu. Quê nội chị miền Trung, quê ngoại chị miền Bắc. Và chị sinh trưởng lớn lên tại miền Nam. Và chị đã phải đấu tranh cực lực để bù lại bằng cái sức mạnh của nội hàm, tức là
mình nói cái gì và mình nói như thế nào để bù lại cho cái đớn đau là cái tiếng địa phương của chị nó rất là kỳ, không có giống ai hết trơn á. Chị theo chị, ngôn ngữ có phải là một công cụ hay không? Ngôn ngữ chắc chắn là một công cụ, nhưng mà nó không nằm ở từ ngữ. Từ ngữ nó chỉ là một yếu tố mà thái độ, cách nói, ngữ điệu nó mới làm nên trọn vẹn cái thông điệp. It is not important what you say. Nó không quan trọng em nói cái gì, but how you say it. Mà em nói nó như thế nào. Đúng. Giờ gần đây em có cái vụ tranh cãi là tiếng Anh có phải là công cụ hay không. Một bạn thì cho rằng tiếng Anh chỉ là công cụ thôi. Dù người nói tiếng Anh nói với accent kiểu gì đi chăng nữa cũng không lên án người ta, mà họ chỉ diễn đạt ngôn ngữ để họ nói lên ý của họ muốn nói thôi. Thế là nổ ra giữa Giang ơi với lại Hannah Alexis trên mạng. Thực ra là hai bạn cũng tranh cãi với nhau. Và kể từ đó Healthy and Balanced cũng là một cái hashtag mọi người sử dụng rất nhiều để chế giễu những người sử dụng tiếng Anh. Chị không biết là phòng dựng sẽ xử lý những đoạn mà chị em mình sử dụng tiếng Anh ngày hôm nay như thế nào, nhưng chị cố ý. Chúng tôi không định làm xấu đi, bóp méo hoặc là nghèo nàn túng thiếu hóa cái vốn tiếng Việt của mình. Nhưng mà nó nói lên rất là nhiều thứ. Khi mà chúng ta đã pha trộn từ của miền Bắc vào miền Nam, ví dụ như từ toan để có nhiều người sử dụng thì đó là từ gốc Bắc, từ cà khịa thì lại là từ gốc Khmer chẳng hạn. Đó là cái điều mà rất ít người biết. Tiếng Anh, tiếng Việt nó còn là vấn đề của thái độ nói lên nó. Tôi nói lên nó vì tôi tiện miệng, tôi nói lên nó để cho bạn trẻ đối diện của tôi cảm thấy gần gũi và dễ hòa nhập với tôi hơn, hay tôi nói lên nó để phô trương rằng tôi mới đi nước ngoài học tiếng Anh. Đúng nhạc rồi, cái thái độ của người nói. Dạ, chị đã thoát một ly. Okay. Đây cho em gửi bạn cái trà thái. Chanh xả. Chanh xả. Okay, chị cảm thấy dạ an toàn hơn hẳn rồi. Đây là cái kho của wow. Lá đu đủ nằm ở đâu em? Dạ không, ngày xưa là người ta gọi lá này lá đu đủ, nhưng mà sau này học chứng minh nó là lá dứa. Nên em để mình thử chút xíu. Okay. Rồi cái gì mình cứ dùng nhanh. Cảm ơn Vinh. Okay. Vào lúc này hy vọng rằng là các đồng giám khảo của cuộc thi Én Vàng 2016 đang theo dõi chương trình này, trong 4 vị giám khảo của Én Vàng 2016, Justin hãy xếp hạng thứ tự giảm dần theo sự đánh giá công tâm từng người và sự ưa thích cá nhân. Và sự ưa thích cá nhân đối với Dustin là đối với... Là nên là trong 4 tụi chị đó, em sẽ xếp thứ tự là người nào yêu nhất em nói trước, và người nào em ghét dần, và vì sao. Ok, em nói được. Tại vì đây là thi năm 2016, bây giờ là 2020 nữa, trải qua 4 mùa rồi. Mình nói sự công tâm trước đi, cái đó quan trọng hơn. Yêu thích không có làm gì đúng vấn đề gì ở đây. Đi thi mà yêu thích cái gì. Và vị trí đầu thì phải có hai người cùng vị trí là chị Miu với là anh Tùng Leo. Là bởi vì sao? Em biết chắc chắn anh Tùng Leo cũng như chị có đấu tranh để cho em được ở lại. Tại vì sao mà cả hai anh chị đều công tâm? Tại vì cả hai anh chị, cái kết quả của hai anh chị nó không thể đánh giá được tình hình của cả một thí sinh, mà phải là hai giám khảo còn lại và nhà sản xuất. Vị trí tiếp theo là em nghĩ là anh Phước Lập. Vì em phong phanh nghe được là anh Phước Lập là người đánh rớt em. Em cũng không biết là thật hư hay gì, đó là kết quả phải giữ bí mật. Chắc chắn là anh cảm thấy em không phù hợp với chương trình. Và người cuối cùng, đạo diễn Vũ Thành Vinh. Riêng trong vấn đề này á, thì chị nghĩ rằng là vị trí của giám khảo Vũ Thành Vinh á, là điều rất quan trọng đối với một MC, một người dẫn chương trình. Vì ngoài cái việc là bỏ bùa cho khách mời, bỏ bùa cho khán giả, nhưng cùng lúc bạn phải giữ cái tư duy biên tập vô cùng minh mẫn và tỉnh táo. Làm gì để bạn có được cái nhìn của tổng đạo diễn, điều gì đang diễn ra và bạn phục vụ cho. Nếu mà một MC chỉ lo chiều chuộng khách mời và khán giả thì bạn không có phục vụ gì cho cái tổng thể của chương trình. Đúng, dạ đúng. Và anh ấy có thể làm vai trò của một mentor thay vì là một người giám khảo. Chị nghĩ rằng là chị vẫn bảo vệ cho anh Vinh ngồi đó, vì những cái điều mà anh nói ra nó dung hòa được những cuộc tranh luận giữa trường phái của Lê Phước Lập, của Tùng Leo và của Trác Thúy Miêu. Mỗi người là một trường phái, mỗi người là một lá bài ở trên cái bộ bài đó. Và nếu không có tiếng nói, tức là tiếng nói quyền lực cuối cùng của một tổng đạo diễn, anh Vinh ngồi đó không phải là vì thí sinh nữa, mà là còn vì ba vị giám khảo còn lại. Em nhớ rằng là luôn luôn có những xung đột rất nảy lửa đã diễn ra. Và cái nhìn công tâm nhất là cái nhìn của người biết bước lùi một bước và nhìn vào cái tổng quan của chương trình, điều gì đang diễn ra và điều gì sẽ tốt nhất. Yeah. Nhưng mà nếu mà nói là thương ai nhất em thương chị Miêu nhất. Khỏi nói nhiều. Em
em cũng thương cả anh Tùng Leo nữa. Chỉ có điều là anh Tùng Leo với em chưa có cái duyên để mà thực sự connect với nhau, kết nối với nhau trong đầu. Không cần nói với nhau mà nhìn nhau là hiểu. Thì em mong là sẽ có cái đó trong tương lai nếu mà em có những công việc liên quan với anh Tùng Leo. Okay. Ok, thỏa mãn. Yes, thỏa mãn ha. Ok, lại đến lượt chị, sao thời gian qua nhanh thế nhỉ? Kể tên một vị giám khảo trong các cuộc thi trong nước mà chưa xứng đáng với vị trí của mình. Thao bây giờ kể tên ba chữ cái đầu. Đồ giật view rẻ tiền. Các game show ở trên truyền hình Việt Nam á, công chúng thường hiểu lầm rằng là nó là những cuộc thi tay nghề. Nó là những show. Cái yếu tố game nó đi trước, tức là yếu tố phụ trợ. Em hiểu chị cuối rồi. Cùng nó là một cái show mà người ta cần những giám khảo ngồi đó không phải là vì năng lực chuyên môn mà là giải trí. Chúng tôi cần những cá tính, cần những cái lá bài khác màu. Nhưng đáng tiếc rằng là phần lớn các game show tại Việt Nam mọi người lại cứ nghĩ rằng đây là những cuộc thi tay nghề. Cho nên một cái người phải có bằng cấp, phải giỏi cái lĩnh vực đó nhưng không giỏi phát ngôn. Do đó chúng ta có những ban giám khảo gây mệt mỏi cho người xem. Mặc dù các anh, các chị là những người rất giỏi về chuyên môn, nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất cần và đủ. Ngồi xuống bàn giám khảo, nhìn sang các đồng giám khảo, đánh giá được ai là màu gì và sẽ cho chương trình một cái màu khác biệt để có một cái bữa tiệc buffet nhiều món chọn lựa. Đó, sự nhạy bén của một diễn viên, khả năng diễn xuất làm khùng làm điên đến bao nhiêu là vừa, giúp cho đạo diễn kéo lại nhịp của chương trình. Đó là tất cả những gì mà kỹ năng chuyên môn của một giám khảo truyền hình thú vị. Và chị sẽ uống, chị sẽ không muốn kể ra tên. Tại vì bản thân chị cũng bị tổn thương rất nhiều khi là làm giám khảo truyền hình. Vì em chọn cho chị ha. cho chị tự chọn đi. Vậy thì giờ chị chọn. Thôi em chọn đi. Hàng dưới nha, thì ly ở giữa. Em chúc chị may mắn, hưởng lộ bình an. Hai, ba, vô. Vô. Thường nước thánh chị. Nước thánh. Kính thưa các vị giám khảo truyền hình, chính vì danh dự của quý vị, tôi không muốn nêu tên ra để làm tổn thương quý vị, mà tôi phải trả giá bằng cái ly vừa rồi. Em sẵn sàng nghe câu hỏi của chị. Chị hãy chọn câu hỏi đắt giá nhất đi. Outcast, Justin vẫn luôn làm cho khán giả của bạn yêu mến bạn, đó là tìm ra một con đường độc lập và không bị khống chế bởi những cái niêm luật của một chương trình chính thống. Hầu như bạn là một cánh chim tự do. Nhưng bạn tưởng Outcast không nô lệ à? Yes, Outcast nô lệ nhãn hàng. Vậy thì Justin, hãy kể tên nhãn hàng hoặc các lần hợp tác bạn bị quỵt tiền. Em có cái tên trong đầu luôn. Chúng ta đang đi qua thời kỳ khủng hoảng về kinh tế, các nhãn hàng cũng đều đang gặp khó khăn. Em không thể tố nhãn hàng là quỵt tiền em như vậy. Nhưng mà nếu mà nhân cơ hội này mà em có thể lấy được cái số tiền để em trả lương cho nhân viên em thì sao? Em nêu tên người ta lên đây là thôi rồi, được rồi em ơi. Đi, chị năn nỉ em uống đi, một mình chị uống như buồn quá. Nhưng mà nhân viên em thì em cũng phải trả tiền, nhiều khi em cũng móc tiền túi ra em trả bù cho cái chuyện đó chị. Ok, here we go. Thôi chị chọn cho em đi. Em uống hay em trả uống. Lời? Đồ hèn, đồ nô lệ nhãn hàng. Các bạn thấy đó, Outcast không có nghĩa là ngang tàn và một mình bay một góc trời. Quý vị có thể xem những cái show miễn phí, nhưng nhãn hàng cho phép chúng ta làm điều đó. Cảm ơn các nhãn hàng, và vì vậy nếu ai chưa trả tiền thì làm ơn trả tiền cho chương trình. Vẫn là một lòng biết ơn sâu sắc đến các nhãn hàng đã nuôi sống nền tảng điện tử và các nghệ sĩ độc lập. Chị được chọn lại không? Em cho chị chọn lại đó. Cái bên này mà phía bên chị. Trời ơi, mặt mình đỏ chưa mọi người? Em không sợ trời, chị không sợ đất. Chị sợ xỉn. Go. Chúc sức khỏe. Nước thánh. Kể ba điều ngốc nghếch nhất mà các chàng trai từng làm để tán tỉnh chị là gì? Ủa sao lúc xỉn không có nhớ, thấy cái gì cũng hay ho hết trơn trụi vậy nè. Ủa tại sao lúc này nó phừng lên cái xong rồi. Có ai đã từng kéo chị vào toilet? Ê Justin, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Chú đừng làm như là tôi không biết cái chuyện là chú từng
kiểm tra gai vị giác trên lưỡi của một người nào đó trong một quán bar. Trời ơi, nhưng lỡ nó phải là vậy đâu. Chàng trai vào quán bar kéo chị vào và hỏi chị xài son gì vậy. Nó bị đê chắc luôn. Một là chị uống, hai là chị nói. Tất cả các bạn, nếu mà các bạn, all my exes, please don't hate me. Tất cả các bạn đã làm rất tốt. Em biết quan niệm của chị là gì, chắc chắn đến cái đoạn này xỉn rồi. Cái mà chị muốn nói ở đây á là những điều các bạn làm có thể vụng về, có thể khờ khạo, áp lực rất lớn của một chàng trai khi muốn cua trắc với mèo đó là cô này cô thông minh lắm, phải làm gì đây. Nhưng mà thật sự á, là cái thiện chí, cái good will, cái effort của các bạn đã làm cho người phụ nữ hạnh phúc rồi. Mặc dù tụi tôi nhìn vô, tụi tôi biết nó là một lớp diễn. Nó rất là ngu nghê. Và chị không thể nghĩ ra được cái gì ngu xuẩn mà các bạn ấy từng làm. Chị trân trọng tất cả mọi chuyện ngu xuẩn đàn ông từng làm cho đàn bà. Và nếu họ có lặp lại over and over again, I will just appreciate it. Because I'm I quá mê trai. Và chết mẹ ra anh Khoa ơi, cứu em. Có nghĩa là em không trả lời câu này luôn hả? By the way, anh Khoa không phải là người đàn ông bí ẩn. Anh Khoa là quản lý của Miu. Cho chị tự chọn. God save me. Chị không thể nói được các cậu ấy đã khờ như thế nào. Chả chả thấy ai khờ. Cuối cùng chị mới là người khờ. Thank God. Thank God. Còn đâu có làm gì nên tội đúng không? Nước thơm. Lời nói dối nghiêm trọng nhất của Justin đối với người yêu của mình. Anh người yêu. This is the moment of confession. Đây là khoảnh khắc của chết mẹ. Muốn nhìn Miu có vẻ xỉn chưa mọi người? Ok. Một lời nói dối nghiêm trọng nhất mà em từng nói với người yêu của mình mà anh ấy vẫn không biết sự thật cho đến bây giờ. Tụi em là chẳng còn gì để nói dối với nhau. Nhưng mà em nghĩ là cái dối và cái vợt đuổi bắt của cái chuyện là mày nói cái gì, mày làm cái gì sau lưng tao, tao sẽ tìm cho ra. Nó mới tạo nên một cuộc tình thú vị. Chứ biết hết về nhau rồi thì chán lắm, chị hiểu không? Vậy em có nói dối chưa? Em đã từng nói và từng bị bại lộ rất nhiều. Mà lời nói dối nghiêm trọng nhất mà đến giờ vẫn chưa bị bại lộ là gì? Em muốn uống hay em muốn nói? Em uống. Còn 2 ly. Nước thường. Một chương trình truyền hình mà bạn hối hận vì đã tham gia. Cái chương trình mà chị đội nó nguy hiểm hả? Không. Đạo diễn chương trình là đạo diễn Việt Tú. Và cái điều mà chị rất trân trọng không phải là điều gì đã xảy ra, hệ lụy gì, mà nhạc sĩ Huy Tuấn và đạo diễn Việt Tú, ngay cả trong cái khủng hoảng, họ đã đứng bên cạnh khách mời và lên tiếng cho chị. Điều đó đối với chị là quan trọng nhất, chứ không phải là scandal. Không phải là chương trình hối hận nhất, nhưng mà có thể đến được trong cái đầu chị lúc này. Chết chà, mình nói như vậy là động đến agency. Và cái mùa corona ế sâu lắm quý vị, uống đi quý vị ơi. Uống đi quý vị ơi. Trời, Lâm tưởng ai tưởng mà chị nói. Ủa tại sao? Ê, mọi vậy? Người có thể giải thích là vì sao tự nhiên uống rượu vô đến lúc xỉn, cái xong rồi cái đầu nó ngứa quá trời, ngứa em muốn đi gội đầu quý vị ơi. Bây giờ chị nói trái hay phải thôi, cho chị lựa. The woman is always right. Chị cầm bên phải, em cầm bên trái, hai đứa mình cùng một lúc, coi đứa nào chết. You know what happens when I'm drunk? You cry. I think everyone is sexy. You are so sexy, Justin. You are too. Okay. Muốn đoán không nè? Nhìn là biết rồi. Nước thường. Ủa, chị có quên là chị đang dẫn chương trình? Chị đang dẫn chương trình mà. Ủa vậy hả? Rồi bây giờ chị dẫn em đi đâu? Chị sẽ dẫn em đi đến đến đâu ta? Đây sẽ là cơ hội để mà chị tưởng tượng chị là người chơi của Love is Blind. Tại vì có một lời nguyền quý vị ạ, là bất kỳ ai chơi Love is Blind, tất cả mọi người sau khi chơi đều có bồ, và bồ không phải là đứa chơi chung. Xúc giác là một điều tuyệt vời nhất, đặc biệt là trong những ngày của đại dịch Corona. Ở đây Justin và Miu sẽ gạt bỏ tất cả mọi sự thận trọng trong mùa dịch Corona, sẽ sờ chạm với nhau để cảm nhận những câu hỏi do con quỷ biên tập hay là lúc trời đưa ra. Cái hộp gà ở đây có cái là đã luộc chín, có cái là còn sống nha quý vị. Nếu chị và em không có cùng câu trả lời, mỗi đứa phải grab một cái trái này và đập lên trán mình.
Yes. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Baby, baby, Justin, nguy rồi. Cái này là mình có thể nói tiếng Anh hay là mình nói tiếng Việt cho khán giả hiểu là mình đang lâm nguy đến độ nào? Nói tiếng Việt đi chị. Ủa, cái này dịch ra nó ghê lắm em, nó dơ lắm luôn á em. Chị có thể đọc xong rồi cho mình suy nghĩ trong 5 giây. Quan hệ tình dục bằng miệng hay bằng tay? Từ từ nha. 3, 2, 1, miệng. Miệng tay. À, tại sao em có thể thích bằng tay chứ? Tại sao? Why? Người yêu em có phép thuật trong bàn tay. Chị có thể có số điện thoại của người yêu em không? Ủa chứ chị thật chứ trong miệng. Tại vì nó kết hợp cả xúc giác, lẫn vị giác, lẫn khứu giác. Đó là khi mà mình không còn ngần ngại gì nữa. Và em nên nhớ là bản năng của chúng ta loài người là động vật. Khi ta yêu quý một điều gì đó vô cùng, ta muốn nhai, nuốt và giữ nó bên trong thân thể mình. Nó rất là gần gũi, nó không thể gần gũi. Phải là người mình tin tưởng nhất. 1, 2, 3. Tụi bay định trick tao hả? Mấy con quỷ biên tập, mấy con quỷ content creator. Mày đau quá. Đau thiệt đó quý vị. Chị ăn trước nha. Tại vì bây giờ xỉn đó quý vị. Mình có cái gì mình nhét vô bụng á. Luôn luôn khi bạn đi chơi khuya hãy ăn khuya. Tại vì sau đó khi các bạn về phòng với nhau, các bạn có một cái cuộc ái ân rất là mạnh nồng, rất là kiệt sức. Và sau đó bạn phát hiện ra là mình đói và bạn sẽ lấy làm hối hận là lúc nãy mình đã không swallow. What are you doing? You're wearing a skirt. Chị không định đăng nhậu gì hết. Chị che bụng cái gì vậy? Em che cái quần của em, cái quần của Dan. Dan em mượn của người ta, em phải trả. Bây giờ nếu mà em làm rớt cái trứng gà vô là em ăn chết luôn mấy chục triệu. Ủa sao mà em phiền phức quá vậy? Mắc mớ gì mà em phải mượn cái quần đó? Thì bây giờ mặc đại cái quần của mình đi nè, chị đang mặc đồ của chị. Không phải, em không có biết, em không có quần để thay. Host không quần. Em là host nhưng hôm nay em là guest và chị là host mà em không biết có cái trò đập trứng. Chị thông cảm vì tính chân thật của chương trình. Chị không cho em biết một cái gì hết cho nên em không có quần để thay. Ok. Đã bao giờ quên tên người mà mình đã lên giường cùng? 1, 2, 3. Yes. Có. Yeah. Tại vì có nhiều thứ còn đặc biệt hơn là cái tên của họ. Đó chính là kỹ năng của họ, đó chính là kỷ niệm của mình với họ. Nhiều khi cái đó lại là cái đẹp hơn và lấn át tất cả những thứ như là cái tên. Vì chưa chắc mình gặp lại họ, mình cũng không muốn gặp lại họ. Có thể họ cũng không muốn gặp lại mình. Đúng. Đó là tất cả mọi thứ về cái sự thú vị của tình một đêm. Bạn không cân nhắc rằng thẻ ngân hàng của anh ấy như thế nào. Bạn không cân nhắc là, ủa chị đang nói giọng bolero hả em? Nghĩa là mình không có phải cân nhắc quá nhiều là người đó đến từ đâu và chúng ta có hợp nhau hay không, liệu gen của chúng ta có sẽ đẻ ra những đứa trẻ lành mạnh hay không. It doesn't matter anymore. Chính xác, chính xác. Thậm chí chị quên cả khuôn mặt. Nhưng chị nhớ cái gì? Nhớ gì? Chị tệ quá à. Chị nhớ kỷ niệm khi mà bạn ấy gặp lại chị lần sau. Lúc đó chị có cảm giác giống như sét đánh. Và chị nghĩ là chị sắp yêu cái người này rồi. Tại vì người này biết tất cả mọi thứ về chị. Thì gần sa ngã, gần nhẹ dạ là phải lòng bạn ấy. Thì bạn ấy nói chị biết là, trời ơi, cô không hề nhớ rằng chúng ta đã lên giường với nhau nè. Nhưng mà chị phải chấp nhận vậy thôi. Bạn ấy hỏi chị là có muốn tiếp tục cái câu chuyện đã bị gián đoạn đó không? Wow. Chị nói không. Tại vì tôi còn quá nhiều thời gian và còn quá nhiều đối tác ở ngoài kia. Tại sao tôi lại phải quay lại với một người mà tôi đã biết rồi? Chị đã làm vỡ một con tim. Khoan, Destin, em thích One Night Stand hả? Nè, em tôn trọng cái chuyện One Night Stand. Em thấy đó là cái điều nên thử One Night Stand ít nhất là 5 đến 10 lần để biết được mình thích cái gì và mình không thích cái gì. Để biết được cái này nó vừa với mình hay là cái kia nó mới thực sự là làm cho mình thích sướng. Đùng một cái là yêu rồi cưới rồi ai lãnh hậu quả gì hồi em mới gặp người yêu của em nghĩ đó. Em nghĩ đó là One Night Stand. Lúc đó em nghĩ như thế. Em đã làm như thế nào? Làm sao để mà mình hưởng thụ như tất cả những cuộc tình đều là một One Night Stand nhưng sẵn sàng để biến nó thành a million night stand. Tư thế của mình lúc nào cũng vậy, trao đi với một sự háo hức mà không nhận về một điều gì cả. Khi mà em gặp người yêu em hiện thời, em đã nghĩ nó sẽ chỉ là cùng lắm là tình một đêm. Chính xác, người yêu em cũng nói vậy. Người yêu em cũng nói là hôm đó đi đến là chỉ có một cái mong muốn là được xả thôi. Nó phải 6 tháng sau. Nó là một cái sự
hồi đáp của cả hai bên. Cả hai bên cùng giữ liên lạc với nhau một cách chủ động, chứ không phải là một trong hai. Và 6 tháng sau thì tụi em mới nhận ra ok, nó đã lên đến một cái mức độ là không thể chỉ là một đêm nữa, mà tụi mình cần phải có một cái sự dứt khoát. Khi em nhìn thấy một người mà em muốn có tình một đêm với họ ở nơi công cộng, quán bar, mua cho tao một ly nước chị. Đó là một cái cách cổ điển vô cùng nhưng nó luôn luôn hiệu quả. Mua cho người ta một cây kẹo bông gòn cũng được. Kẹo bông gòn. Yeah. Gu của em là mén từ hồi nào đó xin. Nè, rồi mai mốt có một ai đó mà đem đến thì tặng chị một kẹo kẹo bông gòn, chị sẽ thấy appreciate như thế nào. Nhưng mà không quan trọng là kẹo hay là cái gì, thái độ của người tặng là gì. À, thái độ của em lúc đó như thế nào? Là em muốn tặng cho họ chứ không phải là em muốn chén họ. Nhưng lúc đó em có muốn chén người yêu của em hiện thời không? Chắc khoảng 30 phút sau. Ok, câu hỏi của hai chị em chúng ta. Nếu tình cờ nhìn thấy cuốn nhật ký của người yêu, hoặc là vợ, hoặc là chồng, bạn có đọc hay không? Một, hai, ba. Có. Không. Ăn trứng rồi. Nhưng mà giải thích đã. Các không mấy ba ơi. Chị luôn bị dẫn dắt bởi sự hiếu kỳ. Chị sẽ không cố gắng để có password. Chị sẽ không cố gắng có nhưng điều đó. Nhưng mà nếu lỡ nó rơi vô tay chị. Nếu nó lỡ nó rơi vô tay chị thì nó là, nó là ý của bề trên đọc thôi. Mặc dù nó sẽ gây tổn thương và đau đớn. Nó gây tổn thương cho chính chị. Chị biết là về lý thuyết á, thì chúng ta nên nhường lại cho nhau một chút xíu bí mật riêng tư nhá. Nhưng mà chị thích drama hơn. Chị thích drama. Và nếu trong những tư liệu gồm nhật ký, inbox, SMS mà chị tìm được nó chứa bi kịch thì đó chính là cái ân phúc của chị phải hưởng cho hết. Em biết là cái người, những người giống chị muốn biết phản ứng của người đối diện khi phát hiện được gì. Chị muốn coi cái vở kịch đó. Chị để cho vài năm trời rồi chị làm. Và điều đó nó đầu độc người trong cuộc vô cùng. Nó đầu độc mình đến chết. Nhưng mà không hiểu sao chị, gu chị mặn lắm em ơi. Em thì có cách chết khác vì tình yêu chứ không phải là vì những bí mật mà người ta giữ. Cho nên là em từ chối đọc dù cho em có khả năng xâm nhập vào những cái thông tin bí mật của người yêu. Em cũng không bao giờ đọc. Em từ chối drama và em từ chối đọc. Đây là sự thật. Em rất ghét drama luôn. Anh muốn yêu em như em chính là người mà thể hiện với anh trước mặt. Chứ không phải là những gì mà em giấu đằng sau lưng. Đó là cuộc sống riêng của em. Về lý thuyết, về lý thuyết. Bản thân em là một người có quá nhiều bí mật để giữ. Em muốn người ta tôn trọng em thì em cũng phải tôn trọng người ta. Cho dù người ta có che giấu bất kỳ điều gì, che hết đi. Trước mặt em là những gì mà người ta muốn thể hiện là được. Có vẻ như là cái lý thuyết của em thì rất là lạc quan. Nhưng thật sự ra đó là một lý thuyết rất là chua chát. Nó khiến cho em sẽ luôn nghĩ rằng là ở đâu đó có một bí mật mà tôi không nên biết. Ôi em thích điều đó chị. Em thích biết là người ta giấu giếm một bí mật nào đó, rồi một ngày có thể nó phải lòi ra. Em thích chứng kiến điều đó cũng được, không chứng kiến cũng không sao. Nhưng mà em thích cái cách mà người ta đang giấu giếm một điều gì đó sau lưng em. Hơi biến thái nhưng mà... Không, chị không nghĩ biến thái. Thật sự là trong ngày hôm nay, trong cái buổi quay ngày hôm nay, chị đã nhận thấy rằng là Dustin muốn được cuộc sống làm cho mình bị bất ngờ. Đúng, đúng, em rất thích. Em đã rất tôn trọng luật chơi là không biết trước game sẽ như thế nào. Em không chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. Em sẵn sàng cho mọi bất ngờ. Mà chị biết em còn sẵn sàng cho một điều gì lớn hơn nữa không? Em sẵn sàng cho cái chết của em luôn. Em sẵn sàng để em có thể chết bất kỳ lúc nào và em vẫn happy. Có nghĩa là hiện tại em happy đến cỡ là em có thể chết bất cứ lúc nào. Có thể là ích kỷ đối với những người thân, nhưng mà đó là cái lý thuyết để em sống mỗi giây đều hết mình, chứ không phải cái chuyện em chết. Em không nuối tiếc với cái việc là Asin chưa ngồi bar stories, anh Đức Trí vẫn chưa nhận lời để làm khách mời. Không, tại vì em đã nhắn cho họ và họ đã trả lời cho em rồi. Họ biết có một cái thằng tên Dustin số điện thoại đó nhắn rồi. Còn họ tham gia hay không đó là chuyện của ông trời. Miễn là họ biết là có người cố gắng tới mức đó vì họ. Chị thì không sẵn sàng cho điều đó. Với cái chết của chị thì chị sẵn sàng. Mỗi ngày chị đã chiến đấu hết mình, chị đã chơi khô máu. Không phải chỉ riêng với em và Bar Stories. Nhưng mà chị sẽ không sẵn sàng nếu ngày mai không còn Dustin nữa. Chị sẽ không sẵn sàng cho điều đó. Ok, không phải là Thúy Miêu go mellow đâu bà con. Xỉn thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà chị không có sẵn sàng cho việc là không còn Dustin nữa. Trời ơi,
cuộc sống chúng ta có 60 năm ngắn ngủi thôi. 2 phút mà chị lên đỉnh như chưa bao giờ chị lên là đủ cho 60 năm cuộc sống cho cuộc đời rồi. Em nghĩ là nếu mình đập quả trứng này lên trán mình và nó là một quả trứng sống, em có nghĩ đó là một trạng thái lên đỉnh không? Có. Tôi được chơi hết mình. Em sẽ lên đỉnh luôn á. Dù là em sợ trả cái quần này mấy chục triệu lắm, em mệt lắm, mà em lên đỉnh. Ok, nếu nó là trứng sống. Ok. Nếu nó là trứng sống, Justin sẽ lên đỉnh. Chị em mình ăn đồng chia đủ ha. Người này sẽ đập quả trứng của mình lên mặt người kia. Ok. 2 Chị ơi. Em đã cứu được cái quần. Tại mấy sao chị chơi cái rồi. Gì chị cũng thua vậy nè. Em xin lỗi chị. Trời ơi. Em đập mạnh không chị? Chị có bị chấn thương không? Ok. Nhưng mà chưa đã. One more to go. Justin, cái lúc này đây tay em đang đầy chất nhờn của quả trứng sống ở trên tay em chị. Em cũng cảm nhận được như vậy. So sensual. Bạn muốn thông minh gấp bội hay hạnh phúc gấp bội? Em có câu trả lời. Em rồi. Chị có rồi. 1, 2, 3 Thông minh. Tại sao em muốn thông minh vậy? Thông minh để làm gì vậy? Chúng ta là Homo sapiens, một cái giống loài đủ ngạo mạn để tự xưng rằng là mình là đẳng cấp cao nhất. Bởi vì em nghĩ là hạnh phúc sẽ không có giá trị nếu không có đau khổ. Hạnh phúc nhiều hơn thì đau khổ cũng nhiều gấp bội. Đau khổ đâu có nghĩa là thông minh má. Nhưng mà em muốn em thông minh hơn là tại vì em thấy em chịu đối thông minh. Em quá ngu si. Còn chị thì chị nghĩ là... Có thể là chị đau khổ hơi nhiều. Cho nên chị cần hạnh phúc không. Gấp bội. Đôi khi mình có tất cả mọi thứ, chị đang rất hài lòng với chị. Nhưng khi đi trên đường và nhìn thấy một cái gia đình vô gia cư, họ ngồi bên nhau ăn cùng một cái gà mên chia ra cho vợ chồng con cái, và mình thấy rằng là nó không được quyết định bởi gì. Họ ngu ngơ, họ ấu trĩ, họ không có nền tảng tri thức cao, nhưng họ hạnh phúc. Cái người tìm được, người ta gọi là mưu cầu hạnh phúc, đó đã là cái trí thông tuệ của nhân loại, tìm ra được thứ hạnh phúc vừa vặn với mình. Chị với em khác nhau. Vậy đi. Tay nào, tay bên này hả? 1, 2, 3 Chị vừa rồi chưa? Tôi đau mà cố luôn á. I waited for this moment long ago. Và bây giờ chị đã happy trả lại 3 stories cho người chủ thật sự của nó. Một người đã có thể chơi khô máu cho dũng cảm để trả lời sự thật, tôn trọng luật chơi. Justin, cảm ơn em đã cho chị quay trở lại với 3 story. Đến bây giờ là lần thứ 3 và được chơi khô máu với nhau cho đến thân bại danh liệt. Mà em... xong sự nghiệp của chị rồi. Tình lãnh đạo mạo bị giám khảo trách. Nhưng mà em yêu chị rất nhiều. Em không còn từ nào để có thể nói được tình yêu đó. Nhưng em nghĩ khán giả sẽ là những người gửi đến những cái lời thay cho em đến chị. Em tin là sau cái tập này, những người xem sẽ học được những bài học kinh nghiệm xương máu từ chị, từ em. Họ có được những câu chuyện để mà họ rút kinh nghiệm cho bản thân thôi. Mình không đi dạy ai hết. Chị là san sẻ, có những nguồn năng lượng mà có những lý tưởng, những lý thuyết rất khác nhau. Rất có thể Justin là một chọn lựa, rất có thể Trác Thúy Miêu là một chọn lựa, rất có thể chính bạn là một chọn lựa. Chị muốn lấy thêm thời lượng một chút xíu để nói rằng là vì sao chị yêu em, không phải vì em. Vì sao khán giả yêu em, cũng không phải vì em chả có khỉ gì hay ho cả. Nhưng mà vì Justin luôn yêu, đắm đuối một điều gì đó nằm bên ngoài Justin. Đó là tiếng nói của những người trẻ đang tìm con đường riêng cho mình. Đó là tiếng nói của tư duy độc lập. Đó là sự tôn trọng, sự khác biệt của cá thể. Một khi Justin yêu một cái gì đó vượt qua sự nổi danh, lượt rating, KPI của Justin, điều đó sẽ khiến người ta cùng yêu một thứ với Justin. Đó là vì sao mà mọi người đã coi đến cái phút nhầy nhụa này của Bar Stories. Trứng không! Trứng không quý vị ơi. Bye bye. Bye bye. Hãy
Hãy bình luận Kindy UD ngay dưới video này và đưa cho nhân viên của nhà hàng Kindy Thái Izakaya số 200/23 Lê Thánh Tôn, quận Nhất để được giảm 10% tổng hóa đơn đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 nhé. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin On The Go.